ra khỏi nhà. Tôi đã được biết là trước năm 1975 khi mà cô làm ở trong bưu điện, hàng tháng là cái thu nhập của cô là cũng được chừng 20.000 đồng phải không ạ? Dạ, tôi nhớ là khi đó cũng khoảng cái tiền chính thức á, thì tôi là cái ngạch phụ tá cán sự. Vì cán sự thì người ta học 4 năm ra trường, còn tôi thì có cái bằng tú tài thì vào đó thì là phụ tá cán sự. Thì cũng khoảng 20.000. Nhưng mà chúng tôi có nhiều cái phụ cấp, cái phụ trội đó. Thí dụ như là cái tiền mà khen thưởng á, chúng tôi phải cũng như là ghi danh là khi mà thơ chuyển đi ra nước ngoài á, là chỉ sai có 1.000% thôi, tức 1.000 cái thơ thì cho đi lạc hướng chỉ 1% thôi. Khi chúng tôi đạt cái đó thì cũng có cái tiền thưởng, cứ 3 tháng người ta thưởng. Rồi như là ngày thứ bảy chủ nhật á, thì chúng tôi được cái tiền mà gọi là overtime, thì ngày thứ bảy chủ nhật thì cũng như là người ta trả gấp rưỡi. Thử ra thứ bảy chủ nhật đó là cứ đi làm thôi, thành tựu một tháng chắc cũng được, tôi nghĩ chắc cũng vài chục nghìn. Có nghĩa là mặc dù ở trong cái thời chiến và ở trong một cái kinh tế thời chiến như vậy, nhưng mà cái chế độ lao động của miền Nam thời bấy giờ cũng đã rất là tiến bộ. Dạ vâng, hồi đó là rất là tiến bộ. Vì mình cũng tiền á, tiền căn bản này, tiền thưởng, mà còn những thưởng này khác mà tôi không nhớ nữa. Nhưng mà tôi chỉ nhớ là cái tiền thưởng là cứ 3 tháng thì họ cho mình cái tiền thưởng mà cái thơ mình không sai sót. Còn chưa kể những tiền thưởng mình tốt, mình làm việc chăm chỉ, đi đúng giờ, về đúng giờ, thì những cái tiền thưởng đó là cái thêm vào. Nhưng cái căn bản là ngày thứ bảy chủ nhật mà đấy thì cũng là overtime. Tức có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được cái sự đổi đời rất là kinh khủng giữa một người có cái công việc và bảo đảm được một cái đời sống hàng ngày, mà sau này phải trở thành, phải bươn trải, phải bán đi từng cái vật dụng một để mà nuôi sống. Nó là cả một cái sự đổi đời rất là kinh hoàng. Dạ vâng, cả sự đổi đời, bởi vì sau đó thì chúng tôi không còn được ăn cơm gạo trắng nữa. Gạo lúc cái giờ là vô quốc doanh hết, không có bán ở ngoài thị trường. Thì khi mà mỗi một hộ đầu người gia đình á, thì là được mua 9 ký gạo. Mà 9 ký gạo đó là gạo hẩm chứ không có bao giờ, chưa có giờ có gạo trắng hết. Thì có khi họ bán là 9 ký bo bo. Rồi sau này đó thì là họ bán ra 9 ký bột mì. Nên thì khi cũng ráng mà ăn thôi. Bột mì nhiều khi thì tôi cứ về tôi trộn pha nước vào trong là múc từng muỗng này, đổ vào cái nồi nước sôi này ăn cái bột ngọt. Hồi xưa lúc mới vào bộ đội vào á, thì cứ thấy người ta kể ta ăn rau nấu rau muống bột ngọt, cái mình cười nói trời gì ăn gì ăn rau muống bột ngọt. Thế cuối cùng á thì chúng tôi á, bột ngọt cũng chẳng có, bột ngọt thì cũng phải ở công nhân viên chức đi làm mới được cung cấp, mỗi một tháng là 100 hay nửa trăm gram bột ngọt thôi, chứ ở ngoài cũng chẳng có mà ăn, chẳng có mà mua nữa. Thử cũng đó, đói đó thì cũng ăn bột mì nấu với bột ngọt. Vậy thì trong cái điều kiện như thế, những người phụ nữ như cô còn phải chắc chiêu để mà nuôi chồng ở ngoài trại cải tạo, thì đó là một cái sự hy sinh phải nói là rất là lớn. Dạ vâng, anh biết chúng tôi muốn đi thăm chồng thì mình cũng phải nhịn tất cả, nhịn ăn nhịn mặc đủ thứ, gọi là để mà góp và cứ mua dần dần á. Rồi cái món chính á là cái món mắm ruốc xào chả ớt, chứ để đi thăm để mà ăn được cho nó để dành á. Còn ra những cái bánh trái kia thì cũng chỉ đem những mì ăn liền đi, rồi đi ra rồi đem gạo đi, đại khái là để ăn cho nó no, chứ còn không bao giờ mơ có bánh kẹo gì hết để mà mơ nghĩ là ăn chơi gì hết. Thử đi là để mục đích, tại vì nghe là rất là đói. Cái giai đoạn thời bấy giờ để mà đi từ Sài Gòn ra tới ngoài Hà Nội rồi sau đó lấy nhiều phương tiện khác để đến được những cái trại cải tạo, thì nó là cả một cái tiến trình đầy gian truân. Vâng, dạ thưa, đúng như vậy. Khi đi thì chúng tôi phải đi xin giấy phép tạm trú tạm vắng ở quận,
Và trước khi lên quận thì chúng tôi xin ở phường. Xin ở phường nhưng chờ người ta chứng, người ta ký rồi chúng tôi mới đem lên trên quận để chờ đợi người ta ký. Ký xong rồi mới đem cái giấy đó mới đi ra ngoài ga Bình Triệu để đăng ký chứ không phải là mua vé. Thì mỗi một ngày là cứ đạp xe là 20 cây số, đi 20 cây số về. Khi cả tuần hay hơn đó chúng tôi mới đăng mới gọi là đăng ký đó, mà mình gọi hồi chữ trước là ghi danh đó. Thì khi mà đi như vậy á thì nhiều khi đến gần đến nơi thì người ta hết rồi, hết chỗ rồi. Rồi có khi vừa đến nơi cái là hết chỗ rồi, cái lại phải đạp xe về. Nó sau khi mà đã ghi danh là người ta gọi đăng ký á thì chúng tôi mới đem cái tờ giấy đó chẳng lại xếp hàng đi mua vé. Xếp hàng đi mua vé cũng giống như tình trạng vậy, cứ mỗi ngày đi về. Mà hồi xưa đến giờ là mình đâu có đạp xe xa dữ vậy, đi đâu thì đi xe Honda mà nhà đi làm đâu có đấy. Tới lúc sau đó thì xăng thì cũng chẳng có. Rồi tối thì dầu hôi thì cũng dầu cũng không có. Lần thử chúng tôi phải đi xe đạp, đi mua xe đạp, xe mini 500 nó nhỏ xíu à, đạp 20 cây số. Thì khi mà ra ngoài mà mua được cái vé mà cũng vé cũng không phải đi ngay. Mua cái vé thì người ta hẹn cái ngày nào đi mình đi chứ không phải mình đi ngay được. Thành thử từ lúc đi tới lúc về, cái chuyến hồi tiên tôi đi là đúng một tháng đó. Tại vì sau khi cái ngày mà đi á, thì mình đi 3 ngày 3 đêm ngồi trên tàu ra tới ngoài miền Bắc á. Đó, xong rồi tới khi về á, đi thăm xong về là đúng một tháng trời. Và đó là chặng đi và chặng về cũng phải qua những cái thủ tục như vậy, tức nghĩa là cũng dạ, phải đi ghi danh hay đăng ký rồi sau đó mua vé. Dạ vâng. Khi đi khi về cũng phải đăng ký, khi về cũng phải đến đấy đó. Bây giờ dùng chữ đăng ký là dùng chữ của mấy ông ấy đó, chứ còn chúng tôi thì hồi xưa gọi là ghi danh đó, thì cũng cứ phải đi xếp hàng vậy, ngày nào cũng phải đi xếp hàng vậy, ở ngoài Hà Nội cũng phải xếp hàng, ở Sài Gòn cũng phải xếp hàng. Vì nó người thì nó đi quá đông, mà tàu thì nó chỉ có một cái chuyến nó giới hạn thôi, thành thử ra cứ giới hạn. Khi đó cô đi là đi một mình hay đi với lại nhiều người khác? Dạ thưa, tôi đi có một mình thôi, nhưng mà khi mà ra ngoài chỗ để mà xếp hàng mua vé thì mình cứ kiếm ai có vẻ ấy thì mình hỏi thăm. Rồi chị đi ra ngoài Bắc làm gì thì nói đi thăm chồng, thì mình lại kết thành bạn. Thành thử ra trên khi mua vé thì tôi cũng quen được cái chị, khi lúc mua vé thì quen được cái chị Hoàng Thị Bái, tôi còn nhớ tên chị Hoàng Thị Bái. Thì chị đi thăm ở trại Vĩnh Phú thì mình cũng kết bạn để mình đi đường cho nó có bạn. Rồi khi đi lên trên tàu thì 3 ngày 3 trên tàu thì mình thấy ai mà có vẻ là người trong miền Nam á thì mình hỏi thăm. Thì ai mà đi thăm thì mình lại có thêm người bạn nữa, để trên cái đường đi xa thăm thẳm như vậy thì mình có nhiều bạn càng tốt để mà giúp đỡ lẫn nhau. Vâng. Khoảng thời gian đó là các cô cũng chỉ chạc chừng 30, trên dưới 30 tuổi. Dạ, trên dưới 30 thôi. Dạ. Có nghĩa là vẫn còn khá trẻ. À, dạ vâng. Và phải đi một cái chặng đường xa xôi hiểm trở như vậy. Dạ vâng. Cái đầu tiên tôi đi ra ngoài đó thì quen ở trên tàu đó, như vậy là thêm tôi nhớ là 6 người nữa. Nên thành với tới tôi chị Bái là 8 người. 8 người đó rồi mới nói rằng tôi nhớ có cái tôi nhớ cái kỷ niệm sâu sắc nhất cái chuyến đầu tiên đó là đi ra hồi tháng 5 năm 1979. Tháng 5, tháng 6 vậy đó. Dạ. Thì nói rằng là khi mà gần xuống cái ga Hàng Cỏ là cái ga chót là ngoài Hà Nội để xuống á, thì chia cũng như chúng tôi chia nhau ra là nói là bây giờ là 4 người, chắc là tất cả 8 người. 4 người thì ở đó là trông chừng đồ. Tại mỗi người nào cũng đi là hai cái sách hai bao đại khái vậy. Thì 4 người thì đi ra kiếm xe để mướn xe, tại vì cũng không biết là đi xe gì, phương tiện gì nữa, nhưng phải kiếm cái chỗ ở. Thì 4 người để trông chừng đồ đạc, 4 người thì đi ra ngoài nhà ga để đi kiếm phương tiện.
Thì tôi thiện nguyện, tôi ở lại trong đó, tôi là một trong bốn người để đứng trông coi hàng hóa. Thì trong khi mấy chị, bốn chị đi ra, thì bốn người đây thì tự nhiên đang đứng, thì tôi thấy có một cái cô gái khoảng 18 tuổi, cô đến cô dịch phăng cái sách của cái một cái chị nào đó ở trong đó. Cái tôi cũng nhanh nhẹn tôi rượt theo cái cô ấy, tôi đuổi theo. Mà giờ nghĩ cũng kinh hoàng, cô ấy chui qua năm cái gầm tàu hỏa, mà cô ấy chui qua, tôi cũng chui qua, bò qua xong là lại chạy, xong lại chui qua, lại chạy. Chạy xong rồi tới cái cuối cùng, cái thứ năm rồi tôi mới giật được cái túi sách, mặc dù không ở tôi nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là trời ơi, đồ người ta đem đi thăm chồng mấy giờ mất rồi còn thắm gì nữa. Thử tôi giật được xong tôi mới đem về. Sau này nghĩ lại là quá kinh hoàng. Trời ơi, xe đó mà tôi cũng không biết, cái xe nó đậu, nó chạy, nó đang chờ chạy nữa. Mà vì cái phản ứng cái để mà những cái đồ thăm nuôi đó, thì cũng chui qua năm cái gầm tàu, cũng bò qua đó chứ, cũng phải chui bò qua cùi qua này. Đó là cái đó là nhớ mãi trong đời. Dạ. Nổi tiếng ra ngoài Hà Nội. Và những người thiếu phụ tuổi đồ tương đối trẻ như vậy mà phải chắc chiêu rồi vác cả hàng ký hàng. Dạ. Lương thực ra. Dạ. Cho nuôi chồng nuôi cha ở trong trại cải tạo. Dạ. Đã vậy vượt qua suốt cả cái chặng đường dài như vậy, nhưng cái thời gian thăm gặp chỉ được có 15 phút phải không? Dạ đúng. Đi ra ngoài đó thì khi cái lần đầu tiên ra ngoài thăm á, thì mấy chị kia thì ở ngoài khách sạn nào không biết, tôi chị Hoàng Thị Bái, thì chị Bái chỉ nói là có người quen của chị giới thiệu đến nhà cái bác đó. Trong khi đấy thì tôi cũng đi theo chị bảo thôi đi ra chị em mình đi kiếm chứ giờ mình chân ướt chân ráo cũng đâu có biết đâu, thì giờ cứ ra đấy thì có gì nhờ ta hướng dẫn. Rồi cũng chúng tôi cũng đến được cái nhà bác đó, đến nhà bác đó bác tự tiếp đãi rất niềm nở. Thì được biết bác đó cũng có một người con đi vào trong Nam trước, là ông ấy cũng là trung tá, nhưng cái người con dâu của bác thì không có điều kiện đi thăm, nhưng mà bác vẫn tiếp đón chúng tôi. Rồi bác cũng, rồi mấy người con gái của bác á mới thấy tôi, nói trời ơi mấy chị ra đây em gặp em rất ngỡ ngàng, bởi vì em nghe nói ở trong miền Nam đói khổ lắm, tiền lương chúng em á thì phải bỏ 60% để nuôi quân và nuôi người miền Nam bị Mỹ nuôi bộ đội đó, vừa nuôi bộ đội mà vừa... nuôi chiến trường, họ nói nuôi chiến trường chứ không phải nuôi bộ đội. Họ nói để nuôi chiến trường và nuôi người dân miền Nam, tụi em phải nuôi cách cũng như là nuôi người miền Nam. Mà em thấy chị nào ra đây cũng trẻ cũng đẹp mà quá chừng, mấy chị chứng tỏ mấy chị đâu có đói đâu. Rất là ngạc nhiên. Tức là người Bắc của người Bắc khoảng thời gian đó là. Dạ. Bị tuyên truyền và cũng bị như là bóc lột để mà dành cái nỗ lực cho. Dạ. Chiến tranh. Dạ. Dạ, mấy cô ấy than là tụi em là cán bộ, mà chị biết không á, tụi em á đâu có làm vậy chứ cũng tiền cũng đâu có đủ ăn đâu. Thành thử ra ngoài cái giờ cũng gọi là làm con phe con phẩy á, họ kêu là những người đứng chợ trời đứng là kêu phe phẩy đó. Thì tụi em á ngoài giờ cũng là phải đi ra ngoài đó để mà kiếm buôn bán thêm á, ra nhưng mà bán người ta đuổi ra chạy. Đó, tức là cán bộ công nhân viên gì đó thì cũng ban ngày đi làm rồi chiều tối cũng phải đi ra ngoài đường xá đứng là kiếm buôn bán này kia kiếm thêm. Dạ. Nhưng mà thấy rất là tội nghiệp đó, thành thử ra tôi thấy là ở ngoài miền Bắc người ta là coi như là bị tuyên truyền á, bị che mắt, lúc cả ra hãnh hạc trên trời người miền Nam. Như điều này cũng được biết đó là thậm chí có một số các vị đem thực phẩm ra cho chồng và cho cha bị tù cải tạo, thì có nhiều người phải đem về vì họ không có cho nhận hết các món hàng đem theo. Dạ vâng, khi tôi đi vào trong trại á, thì đem đồ thăm nuôi vào á,
Thì ở trong trại đó, tôi nhớ cái bà đó là bà nữ cán bộ, bà tên Phấn, mà mặt bà cũng rỗ rỗ nữa. Bà ấy nói rằng là hai tay hai sách, không được nghiêng vai bên này. Tức là sau khi thăm được 15 phút là người ngồi bên này, người bên kia, rồi cán bộ thì ngồi ở giữa đầu bàn. Thì sau 15 phút đó thì cũng chả nói được cái gì hết, chỉ thăm mẹ khỏe không, em khỏe không, cũng chả nói được gì hết. Thì người ta mới đi vào trong trại thì đem đồ. Thì họ nói là hai tay hai sách, không được nghiêng vai bên này, không được nghiêng vai bên kia. Nếu mà nghiêng xuống là đồ phải để lại, trả lại, không được chỉ vào người không thôi. Thành thử ra cũng rất là khó khăn. Cái tôi mới năn nỉ cái bà cán bộ, tôi nói rằng là để cho tôi được thăm tại đồ đem đi, mà chỉ có hai tay, có hai túi nhỏ nhỏ vậy thôi, mà mấy anh ấy đâu có khỏe như hồi xưa đâu. Tôi hỏi anh ấy là được anh bao nhiêu ký, anh nói anh ấy 51 ký. Nghĩ coi ấy, một người sĩ quan hồi xưa mà khi đó nó có 51 ký thôi, mà thiếu ăn thiếu uống mà sách làm sao mà sách ấy nặng được, mà lại nói là phải hai vai bằng nhau, không được nghiêng bên nọ nghiêng bên kia. Tôi năn nỉ bà ấy bảo tôi vậy, không được đứng ngang hàng với cán bộ. Thành thử tôi đang đứng trên đó là tôi phải thụt cái chân xuống dưới cái bậc tăng cấp á. Rồi họ nói tôi là trong miền Nam sung sướng quá, rồi cho tại họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi á. Cái tôi nói tuổi rồi họ nói chứ ở trong miền Nam á, các chị sung sướng quá cho nên cũng như trẻ như vậy đó. Cái tôi cũng đâu biết nói gì. Và trong các đợt thăm nuôi đó thì có một lần cô có gặp được một người, một vị sư kia cũng là sư, sau đó bị bắt tù, và cũng nhờ người đó mà sau này cô có nhận được một số các thư từ được chuyển ra từ trong trại, vì cái trại mà chồng cô bị nhốt là một cái trại mà bao có rất là nhiều tướng tá của miền Nam. Dạ. Cái khi mà đồ mà không đem vào thăm được á thì nó ở lại đấy, mà về thì cũng không có xe, không có xe về thì tôi mới xin ở lại qua đêm để mà sáng hôm sau tôi đi về. Thì cán bộ họ cũng đồng ý, họ cho ở lại. Tôi nói là bây giờ về thì cũng không có xe cộ gì hết thì cho tôi ở lại đấy. Thì khi tôi ở lại thì tôi mới nói, trong đó có cái chị bạn, chị đi, chị dắt 6 đứa con đi. Đi thì sợ chị không được thăm. Chị không được thăm, họ nói là chồng chị không học tập tốt cho nên không thăm. Cho nên chị cũng muốn ở lại đấy để mà qua một đêm để chị năn nỉ người ta. Thì tôi với chị ở lại đấy. Ở đấy thì tối thì tôi nói thôi bây giờ lấy mì ra để nấu ăn. Thì tôi nói chị chứ ở đây có cái giàn hoa thiên lý để tôi xin cái gặp cái ông tù hình sự kia để tôi xin ông. Thì tôi mới gặp ông đó gọi là tù hình sự. Thì tôi nói ông cho tôi xin để tôi hái mấy hoa đó để vào nấu ăn. Thì ông tù hình sự đó ông mới nói tôi về, ông lấy nhỏ tay tôi, ông nói chút nữa bà có vào bà nấu ăn á thì để tôi có một số thư của trong trại biệt giam, tội nghiệp người ta, tội nghiệp người ta muốn gửi thư về thân nhân thì bà cũng như bề nam bà làm phước giúp đem để gửi cho họ, đưa đến cho họ. Tôi nói được rồi, có gì để tôi đấy. Để tới lúc mà tôi vào tôi nấu mì thì tôi khều cái đám cho ra. Tôi đám cho thì cũng chắc cũng tới cả mười mấy cái thư đó. Thì tôi mới lấy chồng tôi bỏ vào cái ống ghi gô. Sau đó thì tôi cũng như là tôi ngụy thức bằng đồ ăn để đến trên. Thì tôi mới hỏi ông đó rằng là ông bị tù gì mà ông ở trong này. Thì ông bảo tôi là tù lâu năm rồi, cho nên tôi được đem cơm đến cho những cái người trong trại biệt giam. Thì nói là ông bị tù gì thì ông nói tôi cũng chẳng biết tôi bị tội gì. Nói ông bị tội gì tôi cũng chẳng biết tôi bị tội gì. Thì trong đầu óc tôi thì tôi nghĩ là ông tù hình sự, tức là tù ăn trộm, ăn cướp hay là đâm chém người. Mình cứ nghĩ ông ấy vậy đó, nhưng mình hỏi vậy thôi chứ mình nghĩ ông này cũng là thành phần bất hảo biết không.
Nhưng khi ông ấy tôi hỏi ông thì ông nói là ông ấy ở nhà, ông là một nhà sư ở chùa Quán Sứ ngoài Hà Nội. Thì tôi nhớ khi mà buổi lúc tôi đi, tôi cũng có đi ngang qua chùa Quán Sứ ngay tại Hà Nội á. Trời, tôi thấy tôi rất là ngạc nhiên. Trời, thấy tội nghiệp quá trời đi. Tôi nói không thể tưởng tượng được là một nhà sư mà tù như vậy, tính tới cái năm 79 á, là ông nói, tôi hỏi vậy thì ông tù từ năm nào? Tôi nhớ hình như ông nói từ năm 53 thì phải á. Ông bảo tôi đang ở trong chùa rồi người ta đưa tôi đi, trong bây giờ tới giờ này cũng chưa có về. Đó, thì bây giờ là vẫn không biết tội gì cả. Thành thử ra mình quá thiệt là thương cảm cho ông. Và tôi cũng không biết là năm năm 80, 81 tôi cũng có ra thăm nữa, thì vẫn ông còn đấy mà tôi không biết sau này cái năm nào ông được về hay không, hay là năm nào mới được về, tôi cũng không biết là năm nào được về, là quá tội nghiệp. Yeah. Và cái vị thăm tù với 6 người con đó là cũng là cái câu chuyện cũng liên quan đến tôn giáo không ạ? Dạ vâng. Cái chồng của chị bạn tôi á, thì anh ấy là làm ở phòng tuyên úy Phật giáo, nhưng mà người ta cho ông ấy, người ta xếp ông vào tội làm CIA cho Mỹ. Thì sau này được tìm hiểu ấy, thì trong cái trại biệt giam ấy, thì gồm có 50 đại tá với tướng, với lại tôi biết có một ông bộ trưởng là ông Trần Trung Dung, cháu rể của Tổng thống Ngô Đình Diệm ở trong đó, còn những bộ trưởng khác tôi không biết. Nhưng mà sau này khi tôi chuyển thư á, thì tôi thấy là trong thư có một thư của ông bộ trưởng Trần Trung Dung, thơ của thiếu tướng Lê Minh Đảo, của chuẩn tướng Lý Tòng Bá, của thiếu tướng Đỗ Kế Giai, của đại tá Võ Ân, tức là những người đó là đó. Thì trong 50 đại tá với tướng với bộ trưởng á, thì duy nhất có một anh ấy là anh đại úy bị giam là bị ghép vào tội CIA. Thì cái chị đó chị không được thăm là vì cán bộ họ nói là chồng chị học tập không tốt, không cho thăm. Rồi sau một đêm á, thì họ nghĩ làm sao đó thì họ gọi chị lại, chị nói là đáng nhẽ thì bà chị không có được, đáng lẽ chị không được thăm, nhưng đây là chính sách khoan hồng của chính phủ, nhân đạo của chính phủ, thì sẽ cho chị thăm gặp anh ấy để mà chị động viên anh ấy học tập tốt rồi sau này cho về. Rồi họ mới nói chị ấy, rằng là cũng như đi tu á, mà lại có 6 đứa con như vậy. Thì chị ấy cãi, chị ấy nói là chồng chị ấy không có đi tu. Chị làm trong cái văn phòng. Dạ, chị nói là chồng chị ấy là chỉ làm ở văn phòng tuyên úy Phật giáo thôi chứ chị không có đi tu. Rồi chị nói là mà chị là người miền Nam, chị miền Nam thì chị nói chị không có thưa cán bộ, không biết gì hết á. Chị nói là mấy ông, mấy anh không có biết gì hết trơn á. Chồng tôi không có đi tu, mà chồng tôi làm phòng tuyên úy Phật giáo, nhà mấy ông chứ. Mấy ông nhất định cãi là chồng chị đi tu mà còn để ra 6 đứa con. Mà thấy tức cười quá trời, tại vì sao người ta không có biết gì hết trơn á. Tại vì theo tôi được hiểu á, thì là tuyên úy Phật giáo, tuyên quân giáo là chính phủ trong quân đội ấy, thì có tuyên úy Phật giáo và tuyên úy Công giáo để làm cái nhiệm vụ tinh thần đối với lại những cái người mà quân nhân mà cái tôn giáo đó thôi. Nhưng mà rất tội nghiệp anh á, rồi anh cũng ở tù tới mười mấy năm mới về là vì bị ghép vào tội làm CIA cho Mỹ. Vâng, có rất nhiều trường hợp mà cười ra nước mắt như vậy. Dạ, ở những cái danh từ dạ, dạ, đối với họ. Dạ. Những cái gì mà thuộc về tuyên úy hay là đặc cách, họ đều ghép vào những cái tội rất là nặng. Vâng, rồi riêng cái anh đại úy này á, thì khi mà chào tiễn con mà chia tay ra về á, thì nó mới khóc. Có là thằng nhỏ nó khóc. Nó khóc á, thì anh ấy mới nói về chứ con của đại úy Huỳnh Kim Bình thì không được khóc. Thế là sau đó thì được biết là ông ấy vào đó là nó nhốt ông nó luôn vào cô nách luôn. Nó nói giờ này mà còn đại úy nữa. Và sau nhiều lần đi thăm nuôi như vậy thì cô đã quyết định đi vượt biên phải không? Dạ vâng. Sau này thì tới cái lần thăm chót á, thì chồng tôi ảnh nói là
Bây giờ thì không còn con đường nào nữa. Thì nếu mà có, tôi hỏi anh rằng là nếu như mà có chuyến ở vượt biên đi thì anh có muốn cho em đi không? Thì anh nói là khi em thì em đi đi rồi sau này em sang đó thì em bảo lãnh cho anh sang. Chứ bây giờ thì đâu có biết rằng là đến chừng nào mới về. Chắc khó có về lắm, chắc chỉ chờ ngày mà chết thôi chứ đâu có hy vọng cái gì. Mà trong là rất là đói và khổ. Rồi anh nói là có những người em có biết không, đói quá rồi đêm chui vào cái vườn khoai mì, xong có bới khoai mì ăn, ăn xong rồi sùi bọt mép chết ở ngay chỗ khúc cây khoai mì, rất là tội nghiệp. Còn ăn thì nhặt đi không có, chỉ có nước muối thôi, chỉ có nước muối thôi mà ăn là ăn khoai tây bi. Thì tôi nói là ăn khoai tây bi là khoai tây gì, anh lấy khoai tây bi tức là cái củ to thì người ta đem người ta bán hay là đem đi đâu không biết. Thì còn ở cái nó đánh đeo ở những sợi dây nó nhỏ nhỏ bằng cái viên bi đó thì gọi là khoai tây bi. Hay là ăn bột mì, ăn bột mì chứ cũng không có cơm có gạo gì hết trơn á. Ăn khoai mì, ăn bo bo, không có gạo. Mà mình đem gạo vào như hôm qua họ trả lại, họ không cho tôi đem gạo vào. Cái sau đó tôi cũng phải đem ra ngoài về tôi bán lại cho người ta. Đó, rất là đói nhưng mà đem gạo vào người ta cũng không cho, người ta không cho mang vào. Thì anh bảo đói lắm. Thành thử ra có nhiều người chết, nhiều người chết là chết vì đói là xuống ao đó. Trời lạnh quá để xuống đi cấy má cấy lụa thì cũng chết. Rồi người thì đói quá thì móc khoai mì cũng chết. Rồi phải đi nhặt con trùng con gì cũng ăn hết. Còn những cái con ốc sên hay con chảo cào cào châu chấu á, là những cái đó là sang trọng lắm đó. Còn con gì cũng phải ăn hết. Anh nói vậy, con gì cũng phải ăn, con giun cũng ăn nữa. Trời ơi, tôi cũng thấy kinh khủng thiệt á. Con giun cũng phải ăn nữa. Tại nói ăn không có sức, là chỉ có nước muối thôi, không có gì hết á. Yeah. Trong những cái thời, trong những cái điều kiện khắc nghiệt như vậy, một người chú, một người cậu của cô cũng đã bị mất, bị chết ở trong trại cải tạo. Dạ vâng, ba tôi á, thì khi đó là chồng thì ở ngoài Bắc nhưng mà cha tôi thì ở Phú Quốc, còn cậu tôi thì chết trong trại cải tạo rồi. Tôi nhớ là khi ở trong đó thì ba tôi được thăm nhưng cậu tôi không được thăm, ông anh họ thì được thăm. Cái ông thăm rồi ở nhà bác tôi mới nói là cái người ta mới nói rằng là thôi cứ đi thăm cho mình, đi vào trong rừng mình đón trong rừng á. Thì thường thường chiều mấy ông ấy đi về thì đi qua đó để mình vào trong rừng mình đón, mình đưa đồ thăm không được thì bác tôi cũng ở nhà cũng làm đồ ăn cho cậu. Sau khi thăm ba tôi về thì gia đình đi vào trong rừng, trong cái khu rừng đó mình đứng để đồ ăn đó, rồi mới chờ một hồi thì tôi thấy cậu tôi ông ấy vác một cái cây, một mình cậu vác một cái cây dài lắm, tôi nghĩ chắc cũng phải dài tới, chắc phải tới 4 thước, 3 thước rưỡi, 4 thước. Thì tôi thấy y hệt như là hình ảnh Chúa Giêsu vác thánh giá vậy. Thì tôi mới vẫy vẫy cậu thôi về, xong tôi chỉ đống đồ về á, thì cậu tôi xua tay đi, cậu tôi xua tay đi mà thiệt bây giờ nhắc lại rồi muốn khóc. Mợ và các em cũng chưa bao giờ mà được thấy gặp cha, gặp chồng, gặp ấy. Còn tôi thì là chị ấy là đi gặp rồi thấy buồn quá rồi cái đem đồ về. Thì mấy khi về á, thì mấy tháng sau thì nhận được cái thơ cậu viết cho, cũng không dám viết cho bà mợ tại bà mợ nghèo khổ quá, ngày nào đi buôn bán để mới xin cái người chị dâu tức là bác của tôi đó, nói chị ơi em bị đau phổi, chị em xin chị gửi thuốc cho em gửi thuốc cho em. Tới lúc rồi bác cũng sắp xếp thuốc nhưng đi vào người ta cũng không cho thăm. Cái một bữa này tôi đi thăm ba tôi nói là ba nằm mơ thấy cậu về, cậu báo mộng rằng là cậu chết rồi mà mình đi thăm cũng bị trả về. Cái ba tôi thì cách cái trại ba tôi đây thì cậu người anh ở giữa thì tới người cậu ở đằng kia. Thì ba tôi mới nhắn với lại anh tôi nói rằng là
cháu anh thì gọi ông bằng chú, tôi bằng cậu. Cháu hỏi thăm tin tức bên cạnh, coi chăm chú Thành có còn sống không. Cậu nằm mơ thấy là chú báo cho mộng cho cậu biết là chú chết rồi. Thì anh tôi mới đi hỏi, thì sau anh tôi báo cho ba tôi biết là cậu tôi chết thiệt. Thì những người anh em người ta nói là người ta đã chôn, người ta chôn và người ta có làm cái dấu gì đó, người ta dặn vậy là đã chết mấy ngày đó rồi. Mà thiệt nhờ có cậu báo tin mà ở gia đình mới biết chết. Đi thăm mấy là mà tôi cũng không biết tại sao nó không cho thăm. Thì tôi nghĩ là hồi đó thì cậu làm trưởng chi cảnh sát ở cây nậy đó, là cái chỗ là cái chỗ vùng ở Việt Cộng. Thì sau đó thì cậu về Thủ Đức, thì cái Thủ Đức cái chỗ dòng nguyên tố thì nó cũng là ổ Việt Cộng đó. Đó thì cậu về thì nó không có cho thăm. Rồi khi mợ tôi mới cũng cái ở nhà bây giờ bày ra là thay vì ba tôi nằm mơ á, thì nói mợ tôi nằm mơ. Thì mợ tôi mới đưa mấy em dẫn mợ đi vào, mợ nói là mợ nằm mơ là chồng chết rồi. Thì bây giờ á, nếu sống thì phải cho tôi thăm, cũng mình cũng đem đồ thăm nuôi vào, sống phải cho tôi thăm mà chết thì phải cho tôi biết để ấy. Thì khi đó nó mới nói rằng là về đến quân khu 7, đến đây là quân khu 7. Thì ở nhà sau đó thì gia đình cũng đến quân khu 7 thì họ nói về chờ đi. Gia đình về chờ đi thì đến mãi mấy tháng sau đó, mấy tháng sau mới có cái tờ giấy báo tử là đã chết. Chứ không phải nó báo ngay. Cũng như phải làm đơn lên quân khu 7 rồi cứu xét xem rằng là nếu mà phải cho thăm, cũng như mình chỉ nói rằng là xin cái trên quân khu 7 á, là cho được thăm chồng ở trại đó mà đã đi thăm đi mấy lần rồi mà không được gặp, cũng như mình khiếu nại đó. Thì họ nhận đơn khiếu nại mấy tháng sau họ báo tin là cậu đã chết. Họ có trả xác về không ạ? Dạ không, không có trả xác về. Rồi nhiều năm sau thì sau khi mà trại giải tán rồi thì gia đình mới đi lên trên, nó cũng làm đơn trên xong là cũng như những cái người bạn tù người ta cho những dấu hiệu á, thì mình đến á, mình cũng cải thời tiến đào đấy để đem xác về. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới hiền du những câu xa vời, à ơi tiếng du